chào mừng mọi người đã đến với kênh Ngao Du Cùng Xuân của Xuân. Thì hôm nay Xuân xin phép được giới thiệu với mọi người về một ngôi chùa tọa lạc tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngôi chùa này thì rất là lớn. Bây giờ Xuân và mọi người chúng ta sẽ cùng nhau chiêm bái để và tham quan ngôi chùa này nha. Tại Xuân đang có mặt trên đường Tô Ngọc Vân ở phường Tam Phú, quận Thủ Đức nè mọi người. Đây là đường Tô Ngọc Vân nha. Thì ngôi chùa mà Xuân muốn giới thiệu với mọi người đó là chùa Vạn Đức. Và ngôi chùa có tòa chánh điện cao nhất Việt Nam. Và đây chùa Vạn Đức. Thì chùa tọa lạc tại số 502 đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và giờ mở cửa là sáng từ 6 giờ đến 12 giờ. Và chiều thì từ 13 giờ 30 đến 21 giờ 30. Và đây là cổng tam quan của chùa. Đây là cổng tam quan của chùa ha. Cổng tam quan thì mái ngói xếp tầng đó, và xung quanh mái thì có những họa tiết rất là đẹp. Đây. Đây là cổng tam quan và khuôn viên. Ở ngoài khuôn viên chùa thì có trồng những lũy tre nè mọi người. Lũy tre rất là đẹp. Đây. Cổng tam quan ha, thì một lát nữa lên trên lầu á, mình nhìn xuống thì mình sẽ thấy rõ hơn ha. Giờ thì mình sẽ đi vào bên trong khuôn viên chùa. Thì từ ngoài đi vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy đầu tiên đó là tượng Phật A Di Đà rất là cao ở đây. Đây, tượng Phật A Di Đà rất là cao và phía sau là tòa chánh điện cao nhất Việt Nam. Đó. Thì một lát nữa mình sẽ tìm hiểu sơ ha, hơi nét về chùa. Giờ thì Xuân sẽ dẫn mọi người đi tham quan một vòng chùa trước. Đây, tòa chánh điện rất là trang nghiêm luôn đó mọi người. Rất là cao ha. Và phía trước là tượng Phật A Di Đà. Đây. Đó, thì chánh điện đây. Lầu của chánh điện rất là cao và từng Phật điện thì hai bên chạm khắc với tượng rồng ha. Họa tiết rất là tinh xảo luôn và hai bên là hai tòa của hai thần hộ pháp. Đây là hai thần hộ pháp Di Đà. Đây. Còn từ cảnh tham quan đi vô thì đây chính là tháp Quan Âm. Tháp Quan Âm cũng rất là lớn nè mọi người. Đây là tháp Quan Âm. Đây. Đó, tháp Quan Âm ha. Nhìn rất là trang nghiêm. Rất là đẹp luôn. Thì ở dưới tháp Quan Âm là có hồ cá nha. Đây, ở dưới tháp Quan Âm là hồ cá. Và phía trước tháp Quan Âm thì có những bức tranh phù điêu về cuộc đời tu tập của Đức Phật. Và bên đây thì có cây bồ đề, thì có cái ở trước là tháp, ở sau bên tay trái là truyền đăng tục diệm đó. Đây, giờ mình sẽ đi tham quan vào sau ha. Đây tầng trệt, đây là tổ đường của chùa. Đây là tổ đường của chùa, nơi thờ tổ sư người. Đây, nơi thờ các vị tổ sư. Đó.
Và phía trên đây thì có những tên của những bức tranh về các đại sư. Ở đây thì có tượng sáp tổ sư của chùa ha. Đây, được làm trong kính rất là trang nghiêm. Đây là kiến trúc của chùa. Nhìn rất kiến trúc chùa thì cái tông màu vàng, trụ cột màu nâu, nhìn rất là trang nghiêm luôn mọi người. Mái ngói thì là màu xanh ha, đây nhìn rất là trang nghiêm. Thì trước khi đi lên chánh điện thì Xuân và mọi người sẽ cùng nhau tìm hiểu đôi nét về chùa Vạn Đức nha. Thì chùa Vạn Đức hơn 50 tuổi sau khi được xây dựng thêm, trở thành chùa có chánh điện cao nhất Việt Nam với 43,5 m. Chùa Vạn Đức thì nằm cách trung tâm thành phố khoảng 15 km, được xây dựng từ năm 1954. Chùa nằm trên khu đất rộng vốn là của một gia đình giàu có trong vùng hiến tặng cả đất và nhà. Sau khi nhận nhà và đất, chủ trì giữ nguyên hiện trạng, chỉ làm thêm phía trước cho giống chùa và đặt tên là Vạn Đức. Trải qua nhiều lần sửa chữa, năm 2004, nhà chùa bắt đầu lập tại trùng tu chánh điện cùng nhà tổ. Thì sau 2 năm, khu chánh điện hoàn thành, có chiều cao từ nóc xuống là 43,5 m và được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác lập là ngôi chùa có chánh điện cao nhất Việt Nam. Thì mặc dù chánh điện cao nhưng chỉ có 2 tầng, tầng trệt là giảng đường, còn phía trên là nội điện, nơi thì diễn ra các hoạt động pháp chính của chùa. Thì chánh điện chùa có kết cấu như một ngôi tháp cao lớn với 9 tầng. Trên đỉnh là đài hoa sen, loài hoa gắn liền với Phật giáo. Phần mái lợp ngói lưu ly màu xanh. Trên các đầu đao có gắn hoa văn hình bông sen cách điệu. Thì khu nội điện thờ Phật với không gian rộng rãi, phía trên trần cao hơn gần 40 m, nơi Tây Tôn Trí Thật tượng Phật Thích Ca và Tam Thế Phật. Đặc biệt trung tâm nội điện là bức phù điêu nổi hình cây bồ đề và phong cảnh sông Ni Liên Thiền. Và Trung tâm Kỷ lục Việt Nam đã xác lập bức phù điêu cây bồ đề đắp nổi là lớn nhất nước. Đó, thì một lát nữa Xuân Lơ sẽ quay lên quay cho mọi người xem ha. Thì tất cả cửa và cầu thang hành lang đều làm bằng thép sắt, xi măng, thép trắng, xi măng nha và đá. Và cuối năm 2017, chùa xây dựng thêm bức tượng Phật cao khoảng 15 m bằng đá nguyên khối ở ngay trước chánh điện. Đối diện tượng có đài liên hoa, bên trong tôn trí tượng Quan Thế Bồ Tát. Đó. Giờ thì mình sẽ đi lên trên chỗ nội điện nha mọi người.
À, giờ mình sẽ đi lên trên nội điện. Chùa rất là rộng lớn, rất là trang nghiêm và đẹp. Đây, đi lên đầu tiên mình sẽ thấy đó là Trống Bát Nhã và Đại Hồng Chung. Đứng ở đây thì mình sẽ thấy được cổng tam quan nè, rất là trang nghiêm luôn. Và bên đây là tòa tháp Quan Âm. Đó, tháp Quan Âm nè. Còn đây là tượng Phật A Di Đà, cao 15 m. Ở dưới quay lên thì hơi ngược sáng một chút xíu nha mọi người, nhưng mà còn ở trên chánh điện thì nhìn xuống á, nhìn rất là rõ luôn. Và đây là chánh điện, nội điện của chùa. Wow. Đây, cây bồ đề nổi nhìn rất là trang nghiêm ha, và được coi là lớn, được xét lập kỷ lục là lớn nhất của nước Việt Nam. Wow. Xung quanh là những bức tranh, bức phù điêu, những bức tranh về Phật. Đây là Phật điện thì có thờ tượng Phật Thích Ca. Đó. Rất là đẹp ha. Rất là trang nghiêm luôn á mọi người. Đẹp quá. Đây, hành lang thì đều chạm khắc. Thì đều những chạm khắc những họa tiết rất là tinh xảo luôn. Mình sẽ quay trong nội điện cho một lần nữa cho mọi người xem nha. Nhìn như mình đang đứng ngắm cảnh trời xanh đó mọi người. Đặt phía trên trời là mây trời xanh rất là đẹp. À, rất là lớn nha. À. Vừa rồi thì Xuân và mọi người đã cùng nhau chiêm bái và tìm hiểu đôi nét về chùa Vạn Đức ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngôi chùa này theo Xuân thì cũng khá nổi tiếng á. Xuân cảm ơn mọi người đã theo dõi cũng như là yêu mến, đăng ký ủng hộ kênh của Xuân. Nếu mọi người thấy video hay hãy cho Xuân một like, một share, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho Xuân nha. Nếu có thời gian thì mọi người hãy đến chùa chiêm bái và có thể chụp hình ở đây để tải cho mình những bức hình về cảnh chùa đẹp ha. Bây giờ thì Xuân xin phép được dừng video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye mọi người.